Đấy bác xem, nhà liền thổ, sổ đỏ liền tay, lại gần mặt đường thế này, cháu chắc chắn là con gái bác sẽ thích đấy ạ. Để bác chuyển cho nó mấy cái ảnh, nó xem trước đã nhá. Dạ. Đấy, ảnh bố vừa chuyển đấy, vẫn không được hả con? Con xem kỹ đi, đây là cái thứ 6 rồi đấy. Được rồi. Quay lại, gọi từ sáng giờ vẫn bận. Anh sắp xong việc rồi, lát mình đi xem phim nhá. Vẫn không được hả bác? Cháu làm nghề mấy năm rồi mà cháu nói thật với bác, chưa gặp ai như bác cả. Tìm bao nhiêu nhà cho bác mà bác vẫn không đồng ý được. Cháu thông cảm. Bác chỉ là người đi mua nhà, còn người ở lại là con gái bác cơ. Cháu không hiểu con gái bác kiểu gì nữa. Bố đã nhiệt tình đi xem nhà cho như thế rồi, thế mà mãi không chịu đồng ý. Thanh niên thanh niếc gì. Hâm, thôi bác tìm người khác đi, cháu còn bao việc nữa. Kìa cháu, giúp bác với. Quỹ thời gian của bác không còn nhiều đâu. Bác nói thế nghĩa là... Vừa rồi bác đi khám, bác sĩ bảo bệnh của bác là bệnh nan y. Mà nói thật, bác đi mua nhà cho đứa con gái ngoài gia thú của bác. 20 năm rồi, bác bỏ rơi mẹ con nó. Bây giờ thời gian không còn, nên bác muốn bù đắp cho mẹ con nó. Giúp bác với nhá. Được rồi, bác cho cháu cái số điện thoại của cô ấy, cháu thuyết phục cho. Thế cũng được. Đây, số của nó đây. Đây là số con gái bác. Ừ. Cô ấy tên là Vi ạ. Đúng rồi. Vi là người yêu của cháu ạ. Con Vi là người yêu của cháu. Dạ. Thuyết phục nó cho bác nhá. Để cháu thuyết phục cô ấy. Vi, sao lại đến đây? Giúp bác với. Không ai giúp được ông ngoài chính bản thân của ông đâu. Và hơn nữa, tôi không cần bất cứ căn nhà nào của ông hết. Con nói vậy là sao? Sao à? Tôi muốn ông sửa chữa lỗi lầm năm xưa. Chừng nào ông chưa xin lỗi mẹ tôi thì đừng mong tôi coi ông là bố. Vi, mẹ em đã từng kể với em rằng em có một người bố chính trực ngay thẳng. Rồi thì sao? Suốt 20 năm qua ông không hề ngó ngàng gì đến mẹ con tôi hết. Em bình tĩnh lại đã. Nếu bố em là người không ra gì, anh chắc chắn mẹ em sẽ không dành cho bố em những lời yêu thương, tôn trọng như vậy. Ở đây phải có ẩn khúc gì đấy. Cháu nói đúng đấy. Lúc bác với mẹ Vi chia tay, quả thật bác không biết có Vi trên đời. Sau đấy, bác ra chiến trường. Từ đó hai người bật tin tức. Bác tìm mọi cách để liên lạc lại và đi tìm bà ấy, nhưng vô vọng. Bây giờ khi tìm được thì quỹ thời gian chẳng còn nữa. Bố mong con hãy thông cảm cho bố. Thời gian nghĩa là sao ạ? Bố em bị ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại để làm những việc tốt nhất có thể cho em. Trước khi... Bố... Con xin lỗi bố. Con hiểu rồi ạ. Vi.